nhìn con rồi ba tự suy nghĩ là không biết thuốc ba mua cho con uống hay là do cái tô cháo hột gà mà sao con mau khỏe dữ vậy? Hai cha con anh còn có thể thoải mái như vậy được sau những gì mình đã làm hay sao? Cha con tôi bị dí vô đường cùng, chị thông cảm. Chúng ta đã ký kết thỏa thuận với nhau, tôi thuê cái căn nhà tốt như vậy để cho hai cha con anh ở, đóng giả làm bạn gái của Bảo Nam. Vậy tại sao còn đi nhận 300 triệu của mẹ chồng tôi? Không cần phải giải thích nữa ha. Tôi đến đây là để thông báo thỏa thuận của chúng ta sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay. Anh cho anh coi. Thằng Vinh với thằng Sâm, sao nó biết ở đây? Nhìn anh nè, em không muốn làm như vậy đúng không? Tối nay em có muốn ăn cơm anh nấu không? Đêm qua là nó đi với con nhỏ đó chứ còn gì nữa. Để nó về đây, nội sẽ cho nó một trận. Dạ thôi nội, nó làm vậy anh Nam đã nói là con mét nội nữa. Mà quan trọng là Trang Phạm, cô ta đã nhận tiền của nội rồi mà lại còn dở quẻ như vậy nữa. Chuyện tới như vậy mà con vẫn còn khờ mà con tin á hả? Nó bán tình cảm của con, nó bán cái sự tin tưởng đối với con bằng 300 triệu mà nội giao đó. Trời ơi, một cái thứ con gái như vậy mà con có thể tin tưởng được à? Con sao con khờ? Anh nói hẳn là con ngu quá đi. Nội cấm cái con bé đó không được bước chân vô nhà này, con biết không? Nội, con yêu Trang. Nếu như nội không chấp nhận thì con sẽ rời khỏi căn nhà này.